ông Phan Đức Nhật, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của BHO, một dự án blockchain được phát triển bởi 100% kỹ sư người Việt, nhận định đây là những khó khăn và thách thức chung đối với tất cả các doanh nghiệp blockchain, đặc biệt là các startup mới bước chân vào thị trường này. Để phát triển, các doanh nghiệp phải vượt qua được những rào cản về vốn, nhân lực và marketing rất đặc thù của ngành này. Thứ nhất, về vấn đề huy động vốn, theo ông Nhật, các startup blockchain cần cân nhắc và lựa chọn những nền tảng gọi vốn có kinh nghiệm trong việc nắm bắt xu hướng thị trường và tâm lý của cộng đồng. Thứ hai, đối với startup mới bước chân vào lĩnh vực blockchain, đang loay hoay chưa biết nên bắt đầu từ đâu, hãy tìm đến đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức và phát triển các dự án blockchain nhằm hạn chế tối đa các rủi ro trong lĩnh vực còn khá mới này. Thứ ba, trong bối cảnh thị trường lao động blockchain đang thiếu hụt, các startup nên tận dụng nguồn lực này từ chính các đối tác sở hữu, đội ngũ nhân sự sẵn có để đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án. Và cuối cùng, cộng đồng là một phần không thể thiếu, chiếm tới 60-70% yếu tố quyết định của sự thành công của một dự án blockchain. Được biết, dự án tới đây, dự án BHO đang hoàn thiện và sẽ ra mắt BHO Launchpad. Đây là một trong nền tảng hỗ trợ các startup blockchain phát triển cộng đồng, từ đó giúp huy động vốn cho các dự án này.